Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái series Phụng Nhãn và cũng như là các bạn thích cái series này. Thì thật sự ra một cái người thầy Pháp đó, thì họ sẽ có những cái trải nghiệm nó thực tế hơn là những cái trải nghiệm mà thông thường. Và họ đi sâu vào những cái câu chuyện mà nhiều khi mình không tưởng tượng tới. Bản thân Tân không có tưởng tượng có một cái người Việt mình ở tha phương mà tội đi anh này. Và vì cái sự việc đó ảnh đi vào con đường làm thầy Pháp. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nữa. Nó liên quan đến series Phụng Nhãn mà anh này kể về cho Tân. Thì câu chuyện nó bắt đầu từ hai chữ tình bạn. Tình bạn là một cái thứ gì đó nó rất là thiêng liêng. Nhiều khi cả một cuộc đời bạn cũng không tìm được một người bạn thân nào. Nhưng mà chỉ cần trong cuộc đời bạn có một người bạn thân thôi, cùng bạn lắng nghe, chia sẻ, vui đùa, thì điều đó vô cùng đáng quý. Nhưng mà cuộc đời mà bạn, đâu phải ai cũng có được cái điều may mắn đó, đúng không? Thì câu chuyện ngày hôm nay là như vậy. Tại một cái vùng đất mà gần cái nơi anh này đang tu luyện để mà học tập, thì nó xảy ra một cái vấn đề. Vài người dân ở đây, đặc biệt là các hộ gia đình ở đây, người ta mới gửi cái lời yêu cầu của người ta để nhờ một cái người thầy Pháp xuống để mà giúp người ta chứng yểm cái một cái vùng đó, mà cụ thể là chứng yểm một ngôi mộ. Thì sư phụ của anh này là người cử anh này đi, và đi một mình cũng như mang theo tử kê lệnh. Thì khi anh này đi xuống dưới cái vùng đất này đó, thì được nghe cái người mà gửi lá thư cho mình, cái người dẫn đường đến cái làng đó, người ta mới kể sơ sơ về cái câu chuyện này. Thì vào cách đây hàng chục năm về trước, thì có hai người bạn. Tân không có biết rõ tên của cái người đó lắm. Tân gọi là A Diếp và A Khủng. Không giống người Thái chút xíu ha, nhưng mà không phải. Thì A Diếp và A Khủng là hai cái người mà bạn thân của nhau, chơi với nhau từ cái thuở gọi là tấm bé luôn á, gọi là ở chuồng tắm mưa đó, người Việt mình gọi là ở chuồng tắm mưa. Thì khi lớn lên, hai người này cùng đi học rồi cùng ra trường. Thì cái ngày đó là hai người đó mới cảm thấy mình khăng khít với nhau quá. Cái tình cảm bạn bè nó thiêng liêng quá. Họ muốn kết nghĩa anh em, cùng cồng cam cộng khổ, cùng cắm dùi trên mảnh đất quê hương mình mà lập nên sự nghiệp. Thì họ mới đứng ở một cái chỗ đó, họ lấy máu để mà trộn chung với rượu họ uống. Thì A Diếp một ngụm, A Khẩm một ngụm, còn lại là đổ xuống dưới cái nền đất và tuyên thệ với lại đất trời. Thì cũng những cái câu nó cũng giống như bạn coi trong phim vậy thôi. Trên có tổ tông, dưới có thổ địa, xung quanh ma quỷ thánh thần làm chứng cho hai con kết nghĩa huynh đệ anh em. Phước thì cùng hưởng, họa thì cùng chia. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Người nào giàu phải giúp đỡ lại cho người kia. Đến đời con đời cháu, nếu như gia đình nào hưng thịnh mà gia đình còn lại khó khăn, thì đời con cháu phải giữ cái tình nghĩa đó mà giúp đỡ cho gia đình bên kia. Thì sau đó là hai người này kết nghĩa và làm ăn rất là hưng thịnh tại cái vùng đất đó, tại cái làng đó. Thì đến một cái giai đoạn hai người đó cùng phát triển, cùng coi như là cùng giỏi giang, cùng ok hết, thì họ mới quyết định là họ mua thêm đất đai để mà họ mở rộng cái hoa màu mà họ trồng. Thì lúc này đó là A Diếp và A Khủng, thì A Khủng có vẻ như là trong cái cuộc mà kết nghĩa này thì A Khủng là cái người anh đại. Phải có người lớn người nhỏ, mặc dù hai bạn bằng tuổi nhưng mà có người lớn người nhỏ. Thì A Khủng là mới đưa ra một cái quyết định là quăng keo. Quăng keo thì bạn thường đi xin xăm, quăng keo trong các đền thờ. Thì bạn biết là cái keo úp, keo ngửa đúng không? Nhưng mà cái này nó không phải. Quăng keo này là dạng cái dạng keo để mà giống như cá độ quảnh tù tì vậy đó. Thì khi mà quăng lên á, thì cả hai cái nó đều úp xuống, thì là cái người mà quăng thắng. Thì người đó được quyền chọn cái miếng đất mà người đó muốn mua.
cái người còn lại phải chọn miếng đất còn lại. Thì thật sự ra là hai miếng đất mà A Khổng và A Díp muốn mua đều bằng nhau. Chỉ một điều thôi là một bên là bên phải sông, một bên là bên trái sông. Thì các bạn biết thời xưa đó, đã là gọi là lập nghiệp mà trồng hoa màu rồi này kia, họ rất là muốn đất đai họ gần sông để họ kéo cái nguồn nước nó tốt hơn. Thứ hai là họ có thể nuôi cá rồi này kia ở cái dòng sông đó. Và những hồi xưa người ta cũng buôn bán trên dòng sông, thuyền ghe thương lái cũng đi sông vô mà mua hoa màu. Cho nên là A Khổng là người quăng keo, cho nên A Khổng thắng. Thực sự hai cái miếng nó úp nó dễ lắm các bạn. Thì A Khổng là người thắng thì chọn cái miếng đất bên tay phải. Thì A Díp phải là người chọn miếng đất bên tay trái. Thì nói nào ngay tại sao hai người này không chọn đại đi mà lại phải quăng keo. Vì miếng đất bên tay phải nó vẫn thuộc cái phần đất của quê hương họ. Nhưng mà bên kia sông bên tay trái là thuộc về phần đất của quê hương bên khác. À, giống như là cái làng ấp 1, ấp 2. Thì cái ấp 1 là bên tay phải, ấp 2 là bên tay trái. Mà nào giờ họ lập nghiệp trên cái ấp 1. Bây giờ thì A Díp phải qua bên ấp 2. Thì lúc này là họ mua hai miếng đất. Thì thực sự ra A Díp, A Khổng là anh em với nhau, cùng nhau làm việc thì họ không có quan tâm đâu các bạn. Họ không quan tâm đến cái chuyện là bên ấp 1, ấp 2 đâu. À, cả hai đều thương yêu nhau hết. Nhưng mà có cái cuộc đời mà nó đâu có được suôn sẻ. Thì cái dòng sông đó, nó khi nó bồi phù sa lại bồi về bên nhà của A Díp nhiều hơn A Khổng. Cho nên là cái vùng đất của A Díp nó hưng thịnh hơn, còn vùng đất của A Khổng hoa màu nó yếu hơn. Và rồi A Díp bên này đó là nó thuộc ấp khác, ta gọi là phép vua thua lệ làng. Thì cái tục lệ ở bên A Díp đó nó dễ dàng hơn là bên của A Khổng. Cho nên là những người trong vùng đó họ nhanh chóng bán đất đai cho A Díp. A Díp ngày càng mở rộng đất đai hoa màu rộng ra, trồng thêm nhiều loại, sinh con đẻ cái, phát triển hưng thịnh. Còn bên A Khổng thì càng ngày nó càng eo hẹp lại. Thương lái vô mua thì cũng mua bên nhà của A Díp nhiều hơn là mua bên A Khổng. Thì hai bên có cái hụt hạt là thứ nhất là do đất đai của A Díp lúc này nhiều quá, cho nên ổng lo ổng làm, ổng không có còn mà đi nhậu nhẹt hay là đi qua bên A Khổng ổng chơi như trước được nữa. Mặc dù là hai bên vẫn đưa đồ qua lại tặng nhau, nhưng mà trong lòng bắt đầu có sự xích mích. Thì xích mích nó bắt đầu từ A Khổng, tại A Khổng thấy bên kia hơn mình. Thì một cái thời gian mà làm việc như vậy đó, thì A Khổng mới nghe tin là A Díp để lại cái cơ ngơi này cho hai người con lớn, là ví dụ anh hai, anh ba, và những anh tư, anh năm, anh sáu, ví dụ vậy, đi lên thành phố để mở tiệm tạp hóa, bách hóa. Thì ngày xưa bách hóa có thể nói là siêu thị như bây giờ. Tại vì ông A Díp này, ông là người có tầm nhìn. Ông biết rằng là thương lái vô mua tuy là rất là giàu có, nhưng mà cũng bị ép giá. Khi mang lên thành phố bán sẽ được nhiều tiền hơn. Và bây giờ ông có dư giả tiền bạc thì ông lên thành phố ông mở luôn cái siêu thị trái cây. Rồi hoa màu á, ông cho ghe xuống chở lên ông bán. Giàu hơn, phát triển hơn, hưng thịnh hơn. Vậy là từ đó A Díp ra đi không trở về. Không về vùng quê này nữa. A Khổng mỗi ngày cứ nhìn qua bên đó vừa tức vừa buồn mà cũng vừa nhớ người bạn thân. Thì cái ngày mà A Khổng lụng bại, con cái làm ăn không được, đất đai hoa màu bán hết, thì A Khổng trở nên không còn giàu có nữa. Nhưng mà không phải là nghèo nha. Ông cũng có dư giả nhưng mà nghèo, mà ông tức thôi. Ông tức cái người bạn nó ra đi không trở về thôi. Thì cái ngày đó ông hấp hối, ông gần chết. Ông mới viết một lá thư, ông gửi qua bên nhà của A Díp. Lá thư có nội dung là nhắc lại cái lời thề năm xưa. Không cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà nguyện cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thì bây giờ A Khổng chuẩn bị chết rồi. Vậy thì A Díp có về để cùng đi hay không? Thì khi đưa qua thì hai cái người con đọc xong thì xé lá thư đốt. Thì khi đốt thì trước mặt ở bên kia xong thì ông A Khổng ông thấy ông buồn. Tối đó ông phun máu ông chết. Thì trước khi chết á, ông dặn dò gia đình ông từ trước là xây cái phần mộ ở bên này xong phải hướng về bên kia nhà của A Díp. Để một ngày A Díp quay trở về đây mà thấy bạn mình đã chết mà con có hối hận, có nhớ lại cái lời năm xưa hay không? Tiền bạc danh lợi có quan trọng như vậy hay không? Mà bỏ bạn, bỏ quê mà đi, bạn mình chết rồi cũng không về cắm nén nhang. Hồi xưa cùng nhau gọi là lập nghiệp đó.
Thì sau khi ngôi mộ được xây lên thì gia đình của bên A Diếp, hai người con lớn chết bất đắc kỳ tử. Mà cái chết này những người trong vùng mà tao biết không phải do bệnh chết hay là người làm, mà do ma quỷ thánh thần làm. Đầu tiên là người con cả, sau khi mà đi trả tiền lương cho thợ thuyền xong về đó thì mất tích. 3 ngày sau thấy chết trên ngọn tre, mà không phải bị tre đâm, vậy thì ai bưng người đó lên trên ngọn nằm. Mà để lấy xác của người con cả đó xuống là phải chặt tre. Khi rớt xuống thịt tan hết, thịt rã tập đập tùm lum hết thì mới chôn. Thì trước cái tình cảnh đó đó thì A Diếp cũng không về. Ông không về. Đến cái người con thứ hai, do anh hai chết rồi đó, anh ba, là mới đang ngồi ăn bữa cơm gia đình, kêu vợ vô lấy cái gia vị ra, thì khi ra cái đôi đũa nó đâm vô trong miệng chết. Máu lên láng cả một cái bàn, gây ám ảnh luôn từ gia đình trong nhà này kia các cái. Thì chôn hai người con cả thì A Diếp cũng không về. A Diếp không trở về. Thì người trong vùng này người ta đồn là ông này là người vô tình vô nghĩa, không có tình cảm, hoặc là sợ bạn mình hiển linh giết ổng là ổng dám về. Có nghĩa là cái oan hồn nó chỉ có thể hoạt động giữa hai ấp đó thôi, nó không thể nào lên tới thành phố mà nó giết ông kia được, trừ khi ông kia trở về vùng quê này thì nó mới gây ảnh hưởng được. Thì người ta đồn là A Diếp không dám về là tại vì sợ ông linh hồn A Khẩm qua giết, giống như giết hai người con cả. Thì người trong vùng này mới đi tìm thầy pháp để về trừ, là trừ cái mộ của A Khẩm. Thì nghe sơ qua câu chuyện thì anh này nắm bắt được cái tình hình là đây là oán khí trả thù, thì mới vừa xuống thì thả tử kê lệnh xuống. Tử kê lệnh nó không gáy, mặc dù ảnh hửi được xung quanh có khí âm, nhưng khí âm mình rất là lạ, lần đầu tiên anh mới hửi được. Mà chắc chắn là con tử kê lệnh nó cũng hửi y chang, cho nên là nó không gáy, nó không xác định được là âm hay là dương. Đây là lần đầu tiên có sự việc này xảy ra. Thì anh này mới đi qua bên phần mộ của A Khẩm chết á, lập trận. Mà sau khi lập trận xong rồi không thấy A Khẩm hiện hồn, cũng không thấy bất cứ một cái khí âm nào ở đó hết. Thì anh này anh bần thần, mình lập trận có sai không mà sao hồn ma nó không hiện, hay là nó không có, trừ khi đi siêu thoát rồi nó không có. Mà nếu đã siêu thoát rồi thì ai giết nhà của hai đứa con lớn, nhà của A Diếp? Thì lúc này anh này mới đi qua nhà A Diếp, nhà bên kia xong, ra phần mộ của hai người con cả lập trận. Thì khi lập trận thì hồn của hai người con vẫn không có, tức là hai người con này đã đi siêu thoát luôn. Mặc dù bị do quỷ giết mà lại không oán hận, không bị bắt mà lại đi siêu thoát, mà khu vực đó lại có khí âm. Thì anh này anh khó lòng mà anh giải quyết cái sự việc này, tại vì không thấy ma mà khí âm lại tồn tại, tử kê lệnh thì không kêu. Cho nên ảnh mới đi vô nhà gặp hai người con dâu, là hai người vợ của hai người con cả chết đó, hai người con lớn chết đó. Thì mới ngồi hỏi là bây giờ hai cô hãy nói thật đi, hãy nói thật là sự việc này là tại sao mà ông A Diếp ông không về, hay ông có chơi bùa ngải gì để mà chứng yểm hết những linh hồn này hay không. Có nghĩa là ảnh nghi ngờ cái ông A Diếp là một người thầy bùa luôn, là biết bùa, cho nên là chứng yểm những cái hồn này. Thì cái người hai người con dâu mới nói rằng là ba tụi tôi không phải là người như người ta đồn. Thật ra ba tụi tôi vẫn giữ cái tình nghĩa với A Khẩm bên nhà. Khi mà ba tôi bận quá, mở rộng đất đai qua màu, ngày lên thành phố mở bách hóa để mà buôn bán, thời gian đầu rất khó khăn. Vì lên trên đó phải cạnh tranh với rất nhiều những cái xưởng bách hóa khác. Khi mà xưởng được thành công thì ba tôi có dự định xuống mời gia đình A Khẩm lên ở, để mà bỏ đi những cái phiền muộn mà sống cuộc đời nhàn hạ lúc về chiều. Nhưng không may mắn ba tôi đã chết sau khi mở được cái tiệm bách hóa đó hơn 3 tháng. Vì ba tôi bị bệnh chết. Trước khi chết ba tôi có dặn là ngày xưa có một lời thề là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thì ba tôi quyết định cắt bỏ lời thề đó để A Khẩm sống tiếp với gia đình của mình. Mặc dù tình cảm của ba tôi là vẫn nhớ về người bạn năm xưa, nhưng chết tha phương nên chôn tại thành phố rồi. Ba tôi dặn con cái ở nhà không được nói cho nhà bên đó biết, vì sợ A Khẩm bên đó nhớ bạn mà buồn.
Ba tôi khi chết còn nghĩ cho người ta, vậy mà người ta lúc sắp chết lại gửi thư đòi mạng ba tôi. Cho nên chồng của tôi mới buồn mà xé lá thư đốt. Chứ thật ra ba tôi đã chết trước A Khổng rồi. Thì sau khi nghe đến đây thì anh bị bàng hoàng. Có nghĩa là người trong cuộc chết hết rồi. Người trong cuộc chết hết rồi. Vậy thì cái âm hồn nào đang ám nhà này? Cái chuyện nó quá phi lý. Thì anh ngồi một hồi, con tử cây lệnh nó đi bạn. Nó đi đến một cái gò mối. Lúc này nó mới gáy. Nó gáy. Thì anh lập tức anh quay qua anh nhìn anh hỏi cái chỗ đó là như thế nào. Thì cái cô này cũng nói là cái chỗ ở bên đó là ngày xưa ba của tôi với lại ông A Khẩm đó uống rượu thề ở bên đó, thề với trời đất kết nghĩa anh em, thần linh chứng giám. Thì lúc này anh mới ngộ ra một vấn đề. Cái người đang ám hại nhà của Ai Diếp đó là cái vị thần linh trong cái gò mối đó, là người uống cái ngụm máu thứ ba khi mà họ đổ rượu và máu xuống đất. Thì đúng là có thần linh chứng giám. Nhưng mà thần linh này nghĩ rằng gia đình A Diếp dông thề, có nghĩa là không giữ lời thề với A Khẩm. Cho nên cái vị thần này mới đi giết hết gia đình của A Diếp để trả thù cho A Khẩm, để thực hiện cái lời thề năm xưa của hai người và ép A Diếp phải trở về. Và vị thần này không biết rằng A Diếp là người tình nghĩa nhưng đã chết tha phương. Thì lúc này anh này mới qua lập trận và để con gà. Nhưng gà lúc này không gáy vì nó biết là thần. Thì anh mới mời cái vị thần nó lên và nói chuyện. Thì vị thần nó đã chết ở đó 1000 năm rồi, là một chiến binh. Thì ngày đó ổng là người chứng kiến hai người này thề và cùng nhau uống rượu có máu. Và cái ngụm cuối cùng rưới xuống, nó chảy về cái gò mối đó. Thì ổng là vị thần chứng giám lời thề đó. Nhưng mà sau này ổng thấy A Diếp làm ăn hưng thịnh, bỏ bạn mà đi, không quay về quê hương nữa. Giết hết hai người con cả rồi mà ổng cũng không trở về, là đồ giống phụ. Và ổng đang định giết luôn cả nhà luôn á, hai người con dâu mấy đứa cháu luôn á. Nhưng không ngờ may là gặp anh. Anh lên anh trình bày cái sự việc đó và anh nói rằng là A Diếp đã dông mạng ở xa xứ. Và kể lại cái câu chuyện vừa rồi hai người con dâu kể đó. Thì vị thần này mới biết là mình sai. Biết là mình sai. Thì sau đó thì ảnh không thể nào mà ảnh đánh thắng thần được. Tại vì ông này cả ngàn năm rồi. Anh này là một thầy Pháp cũng coi như là gọi là mới thôi. Có thể phong ấn những người gọi là bình thường thôi. Chứ còn không thể nào phong ấn thần được. Và con tử cái lệnh cũng không dám làm gì hết trơn. Nó gáy là tại vì nó có được cái khí âm gần đó. Thực sự ra các bạn, thần là thần, nhưng mà thần cũng có thể là người theo gọi là theo hệ âm được nha các bạn. Không phải lúc nào vị thần nào là cũng đi theo chánh phái đâu nha. Có những người ta cũng vẫn theo tà phái đó. Cho nên là khi ông này ông nghe được cái lời thề đó thì ông đã giết sai người. Cho nên cái phần khí âm trong người ông này mới phát ra. Con tử kê lệnh nó hửi được, nó mới gáy. Nhưng mà sau đó nó biết là thần là nó mới đụng tới nữa. Thì hai người này sau khi trình bày thì anh này và con gà đó, con tử kê lệnh nó rút đi. Nhưng mà sáng hôm sau khi mà lên thuyền xuôi dòng về lại cái âm thức của sư phụ đó, thì cái gò mối bên đó nó bị cháy xém hết, nó bị cháy nát hết cái gò mối. Giống như vị thần nó tự phá luôn cái gò mối đó. Mà tự nhiên bên nhà của A Diếp lại mọc lên một cái gò mối. Và từ đó gia đình con cái của A Diếp làm ăn vô cùng hưng thịnh. Giống như vị thần đó, họ trả lễ, họ trả cái sai của họ lại. Và làm ăn vô cùng hưng thịnh. Bao nhiêu cái điều may mắn nó đều về cái nhà đó hết. Đó, thì đến bây giờ cũng có nhiều lần ảnh đi xuôi dòng, đi ngang cái khu làng đó, ảnh thấy cái gò mối nó vẫn nằm ở đó. Và anh thấy vị thần đó vẫn nhìn ảnh. Và gia đình con cái của gia đình A Diếp á, mấy đời làm ăn vô cùng hưng thịnh. Và cái tiệm mà bách hóa trên thì những người con khác họ nắm giữ, họ làm ăn mà gia đình rất là đề huề. Và đồng gọi là giống như là họ không có sân si gì với nhau hết. Họ rất là yêu thương nhau đó. Là do cái vị thần này trả lễ, là do mình sai, mình đã giết hai cái người con cả của gia đình này để mà dụ A Diếp về. Mà không ngờ câu chuyện nó không phải vậy. Người trong cuộc chết hết rồi, vị thần này không biết. Ông chỉ coi quản được cái vùng đó thôi, ông đâu thấy được trên thành phố đâu, ông đâu có biết. Và linh hồn A Diếp cũng không về lại được quê hương. Nó lại vậy. Thì qua câu chuyện này của anh mình thấy ly kỳ quá. Mà nó lại có thật các bạn. Khi mình đã làm cái lời thề gì mà giữa trời đất á, mình sử dụng máu gà hay máu mình hay là rượu mình tưới xuống, mình nghĩ rằng chỉ có mình với người đó biết. Nhưng mà thánh thần trời đất người ta nghe đó bạn. Cho nên đã thề là phải làm.
thề mà không làm hoặc là thề mà giống phụ người ta đó thì kết cục nó không bao giờ tốt được đâu. Anh thầy Pháp này anh kể những câu chuyện quá là hay, anh gặp những cái gọi là ly kỳ mà làm Tân thích thú vô cùng. Ở Tân kể nó đã, hôm qua là mệt lắm đó, hôm qua Tân mệt lắm, Tân không muốn kể đó, mà nó đã quá thì phải kể, hôm nay kể tiếp để mà kể cho các bạn nghe những câu chuyện ly kỳ trong giới tâm linh mà thầy Pháp họ kể lại ha. Các bạn thấy như thế nào cho Tân một cái bình luận và nhớ like, share, subscribe, subscribe mạnh mẽ để mà kênh Tân ngày càng phát triển nha các bạn nha. Bây giờ bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.